Ok, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với game 2 trận đấu chung kết giữa First Departure và Titan trong khổ giải đấu Southeast Asian Dragon Battle. Game 1 là một game đấu kết thúc khá nhanh dành cho bên phía Titan khi mà Miracle bị của cầm Mipu bị đè khá nhiều và không thể nào lết nổi, lết kịp được với cả Furion cùng với cả Viper của cái White Squire. Trong game đấu này thì First Departure họ sẽ đổi sang bên phía Dire và với lượt ban đầu tiên tiếp tục là ban đi DP. Trong khi đó trận này Titan thì họ có lượt ban đầu tiên đó là ban đi Skyrammet và lượt ban thứ hai là Void. Ba luôn đi một cặp đôi hoàn hảo trong meta game này. Và First Departure mặc dù là họ có cái lượt ban thứ hai và có ở bên phía Dire nhưng mà do bên phía Titan có lượt first pick nên là phải ban ngay Lycan. Cũng không nên để Lycan lại cho bên phía Titan pick sẽ khá là khó. Khi mà Titan là một cái con push rất khó chịu ở trong cái bản này. Lượt pick đầu tiên của bên phía Titan, Mushi quyết định pick cho mình Shadow Shaman. First Departure sẽ làm gì đây? Miracle trận này không biết sẽ đánh theo bài gì. Trận trước anh ấy ban đi Sun King đối phương pick cho mình ES. Đây là những hero có AoE khủng mà counter Mipu tốt và tự pick cho mình Mipu, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Mushi cùng đồng đội hạ gục. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Vâng, mới là pick đầu tiên thôi, Miracle suy nghĩ khá lâu. Sau game đấu đầu tiên có vẻ không thành công lắm thì có phải suy nghĩ lại một chút và cuối cùng vẫn quyết định pick cho mình Real Master ở là pick đầu tiên. Nên nhớ những hero hot như là Razor, như là Viper hay là Doom vẫn còn nguyên. Với lượt pick đầu tiên là một support thì Titan họ chưa để lộ nhiều cái ý đồ của mình trong trận này. Shadow Shaman hoàn toàn có thể đi đánh nhau hoặc là đi push đều được. Một hero rất đa năng. Nhược điểm duy nhất của Shadow Shaman đó là việc không có skill chạy và skill 3 phải đứng im một chỗ. Đặc biệt với những một hero support máu mỏng như anh, điều này rất là tối kỵ. Reserve time. Vâng, là pick thứ hai bắt đầu nghĩ lâu hơn rồi. Là pick đầu tiên Brew, là pick thứ hai pick gì đây? Brew thì có khá nhiều con này đánh cùng với Brew. Vậy là quyết định pick một cái pick nó không phải là nổi lắm. Đặc biệt là khi nếu mà được pick ở là pick thứ hai, Venom thường đóng cái vai trò là một cái pick lạ. Thường được pick ở những lượt pick cuối cùng để có thể khiến cho đối phương bất ngờ, nhưng mà pick ở ngay là pick thứ hai như thế này sẽ cho bên phía Titan thêm thời gian để suy nghĩ cách đối phó với Venom và Brew. Và Mushi đã quyết định pick Invoker cho cây quái Squire chăng? Wow, Invoker. Và ban đi Naga. Trận này khi thấy Brew cùng Venom quyết định ban đi Naga của Miracle. Và bên phía First Departure ban đi Myanna. Và ban đi cả Doom luôn, cũng hợp lý rồi. Và trong trận đấu này thì sau khi ban đi Naga, con hero tủ của Miracle thì Mushi đã ban tiếp đi Mipu. Mặc dù trận đấu đầu tiên Miracle đánh Mipu không được tốt cho lắm, nhưng mà vẫn là một mối hiểm họa lớn. Chính vì thế nên là Mushi quyết định ban tiếp đi con Mipu. Trận trước thì First Departure Miracle có vẻ khá tập trung với những hero đi mid, tập trung vào phá cái lối đánh của KY Squire hoặc là lối ban pick của Mushi. Nhưng mà trận đấu này thì đến lượt Mushi ban đến những con hero tủ của Miracle. AA được pick ra. Có Venom, có Brew, có AA. Vâng, một cái đội hình combat khá khó chịu.
Venom ulti ra slow đối phương lại để cho A có thể thoải mái tung cái ulti của mình. Bây giờ mà thêm mấy S nữa thì có một cái lượng AoE quá lớn. Titan cần phải có một hero tank, vừa nói xong để pick ngay Hunter để mở combat cũng như để tank cho mình. Và bên phía First Departure họ pick cho mình DP, BB. Một team khá nhiều slow, AA có slow, BB có slow, Venom thì max slow rồi. Brew cũng có với slow với skill 1 nữa. Trận trước bên phía Titan họ không có nhiều AoE nhưng mà họ pick rất nhiều slow và wow, có Thai nhưng vẫn có cả Centaur. Trận này mình đang nghĩ đến đó là Centaur sẽ đi, Centaur Thai sẽ đi safe để farm lên Blink mở combat sớm, Centaur sẽ đi aggressive try lên với cái Shadow Summon và một support nữa. Vâng, lượt 3 thứ 5 sẽ ban con gì đây? Pick cả Thai và Centaur đều là hai offlane khủng. Nhưng mà trận đấu này sẽ có một ít nhất là một người được sử dụng với vai trò carry. Thai mà làm support thì mình thấy hơi bị kỳ kỳ lạ với cái đội hình này. Thai làm support không thể nào có blink nhanh được. Mà Thai làm support thì sẽ rất là mỏng, đấu làm sao nổi với Venom, với AA, với BB. Vừa nghĩ rất lâu, ban con gì và pick con gì đây, ban con gì nhỉ? Sao đầu Salmon đánh với con gì được, có Thai có Centaur, mình không nghĩ sẽ là một, có thể là ES cũng được. ES quyết định ban đi Razor. Vậy có thể là họ nghĩ Hunter làm support. Thực sự không phải Hunter làm support là một cái điều gì kỳ lạ nhưng mà mình vẫn nghĩ nó không hợp lý. Cái thời ngày xưa khi Thai làm support thì họ chú trọng, mọi người chú trọng vào cái skill gas của Thai và để Thai lên tank hơn. Bây giờ thì một cái đội hình như này thì mình nghĩ Thai không để làm support. Vâng, bên phía Titan họ cũng nghĩ rất lâu. Bên phía First Departure thì bây giờ Miracle có BB, có A, có Venom và Brew. Không có stun, không có stun để giữ chân. Và quyết định van đi Furion. Với những lời ban pick như này thì mình thì rất khó để có thể đoán vai trò của mỗi hero trong cái lineup. Những cái lineup khá dị, đặc biệt chỉ có Oxy. Quảng cáo lab dị chỉ có ở C. Các mời các bạn đến xem. 10 seconds remaining. 5 Pick con gì đây? 20 giây. Có vẻ như chính bên phía First Departure họ cũng lúng túng với cái những lời ban pick của mình. Khi mà Titan pick ra một loạt những hai hero tank liên tiếp và cuối cùng pick cho mình Barrider, tiếp tục là Barrider dành cho Dafa. Trận này Sen có thể đi chip cùng với một Shadow Summon, một support nữa, thay đi offlane Invoker đi mid cũng được. Một support nữa có khả năng slow hoặc là stun, mình vẫn nghĩ là ES hoặc là VS. VS cũng không phải là một ý kiến tồi nhưng mà VS thì hơi mỏng quá không? 10 VS có phá được cái, có thể phá được cái chụp của Barrider mà. seconds Nếu mà hero gì được nhỉ? Có thể là SD, SD cũng được, remaining. chụp Reserve xong phối hợp cùng với cả thả lửa của Invo. Mushi chuyên chuyên pick dễ, thành ra nhìn cái lab này chả biết thế nào. Bên phía First Departure thì mình có thể lờ mờ đoán ra là Venom với cả AA sẽ làm support. Venom thì từ khi hay được sử dụng đến giờ thì không ai làm support cả, toàn để đi mid hoặc đi offlane để cắm rắn ra ép trụ ông lên gậy xanh sớm.
khó nhỉ. Biết con gì bây giờ? Cái tầm như thế này, một con hero có slow, có stun. Tuska chăng? What? Vậy là thai support à? Mình vừa nói bên phía First Departure họ không có gì giữ lại, cũng đã nghĩ đến Weaver, nhưng mà thế là thai là support à? Vậy là Weaver, vậy là Weaver carry Centaur thai và Salaman sẽ đi cùng nhau. Nhiều khả năng sẽ là như vậy, carry đi safe, Mushi sẽ được cầm Weaver. Nếu giống như trận trước tiếp tục là hai support đi roam, Weaver sẽ được đứng farm free. Bên phía First Departure họ chả có cái gì để giữ Weaver lại được. Khó rồi đây. KS trận này sẽ làm carry D.Va nó đi offlane. Vậy là what the hell? Miracle cầm banner đi mid á. Mấy cái team ở C này họ đổi role ấy, đổi lên cho nhau xoành xoạch cái chả biết được ông nào với ông nào mà lần. 5 seconds remaining. Vâng, trận đấu đã được bắt đầu. Và bắt đầu với trận đấu chúng ta sẽ tiếp tục là đến với những lượt power bị thường thấy. Trận này chúng ta lại điểm qua lay up bên phía Titan, Mushi cầm Weaver, X cầm Shadow Summon, KYSY cầm Invo. What the hell? Centaur support. What the hell? Nét cầm Centaur, Ohio cầm thai. Cái Lurgator. Cái Lurgator. Thế là thế nào? Bên phía FD thì Merkle cầm Bat, Dafa cầm BB, KS cầm Brew, Lucky cầm Venom và Kai cầm AA. Centaur nó support à? But how? Như kiểu Thai thì mình còn thấy support chứ Sentao support á. Vâng, Sentao Thai không không phải mà nó lên giày. Support lên giày cũng được đấy nhưng mà khó hiểu ghê. Vậy là không phải aggressive child lên mà Oho sẽ đi solo top Sen cùng với cả sau đó Summon sẽ bảo kê cho Weaver, sau đó sẽ có thể là bật smoke ra mid để gank KS. Trận này sẽ đổi ra đi mid, Miracle sẽ đổi về Miracle đi offlane. What the Mushi dùng hơi nhiều skill 2 từ nãy, bây giờ còn rất ít mana, 80 mana dùng được một lần Tsukuchi nữa là hết. Lại ức lại Tsukuchi về hết, hết sạch mana luôn. Ok, thế là nào? Tự nhiên chạy ra Tsukuchi vài lần hết hết mana xong chạy bộ về. À còn 30 giây nữa rất hổ báo. Có thể biết có thể chạy về chạy ra được. Nhìn thấy Barrider cũng chúng chả để làm gì, khi biết chắc chắc là không thể đủ lượng đam được. Trong khi đó phía trên top D.Va sẽ đổi sang làm carry. D.Va sẽ đổi sang làm carry. Lucky cầm Venom cùng với cả A đi bảo kê. Wow. The battle begins for good and Miracle làm gì đây đây? Ok, Miracle. À, kéo creep. Vâng, kéo creep. Tự nhiên đứng hình. Rồi kéo mấy con creep này vào rừng để farm. Vãi cả chiến thuật như thế này mà bị bắt thì chạy kiểu gì nhỉ? À, may quá, lách kịp, gọi là không bị bắt nhưng mà mất khá nhiều máu. Kéo được hai support đi theo mình, kéo được một đàn creep đi nữa. Bây giờ creep nó sẽ chạy quay, quay về vị trí cũ. Cái bóng của A đứng ở đây không cho creep Ancient xuất hiện. Và Barrider sẽ chạy vào trong rừng mình để farm lại. Đủ khó hiểu vô cùng. Không có creep nên là Mushi đành phải tự động kéo quái ra cũng dễ dàng thôi. Với Weaver thì kéo quái ra một chút rồi Tsukuchi chạy đi cũng không phải là điều gì khó khăn. Đợi lên creep thứ hai. Trong khi đó thì ở phía mid KS đã farm được 3 con. Trên top thì với cái việc đi lên dễ như này D.Va cũng dễ dàng farm được thoải mái.
Thai sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở cái lane này khi anh ấy không hề có skill chạy mà lại gặp ba slow. Ở phía dưới bot thì Mushi cũng được farm free. Sai support sẽ nhiều khả năng sẽ làm nhiệm vụ đi lure và đi stack cam, hoặc không hoàn toàn họ có thể để cái trụ này. Ba rider cần phải farm lại khá nhiều. Ở mid đang có smoke. Ra bắt KS. Đang smoke ra bắt KS nhưng mà KS tỉnh táo chạy không, mình tưởng là chạy về để trốn. Hóa ra ông chạy về để ông block creep. Nhưng mà cũng đứng khá xa như thế này mà đi ở dưới lên như này sẽ rất là khó bắt. Nếu mà vừa rồi chạy cố đi vòng rồi, được rồi. Nhìn thấy rồi nhưng mà có kịp hay không đây? Net có giày, đã có mini stun phát anh thứ hai thì đen làm sao lại bị mid. Bây giờ đã có slow lại nhưng mà Net đã có một pha dậm stun kịp. Sunshine sượt, không sao, giết được không? Đã có hai fan dầu, một hit nữa. Vâng, vừa đủ. First blood dành cho KO Squad nhưng mà bây giờ đang là ba dầu ở mặt cùng với cả đứng ở trong lửa, 4 dầu rồi. KO Squad đang quáng chạy về khi bị Miracle Zona phía đằng sau vẫn chạy được. Net 5 dầu vào mặt nhưng vẫn khá trâu có thể chạy về được. Bây giờ Lumbi cũng ra rồi, 6 dầu. Hai ông này chạy như kiểu chân bị dính cái gì, dính nhớt. Bây giờ Net đã bị dính cái skill 1 của Lumbi nhưng mà Lumbi nhưng mà giết được Miracle ở phía sau. Miracle ngáo ngơ hổ báo quá mức, không có lửa nhưng vẫn chạy cối lao lên. Đã có một stack 3 đây để Miracle có thể farm. Ném 6 phát dầu và creep 7 rồi. Farm sẽ khá nhanh. Mặc dù mới là level 1 của thả lửa thôi. Lượng farm hiện nay Mushi đang farm đứng đầu bảng. Dễ hiểu rồi, đi farm free creep như thế này. Ohio đứng ở trên này vẫn farm được 6 con. Khá tốt. So với việc phải đi lên rất khó như này, farm được 6 con một điều khá tuyệt vời. Đang đứng đợi rune, sẽ là rune gì đây? Trong khi đó thì ở mid lại một phát bắt KS nữa. Chạy nổi không đây? Đã có bật tường băng lên một hit cuối cùng. Wow. Vẫn được. Vẫn kịp. Tưởng không quá rồi không chết thì quá hay luôn nhưng mà vẫn chết. Vừa rồi mà nó dính cái skill 2 và mid thì thúng là thốn thật. Còn 5-10 máu. Bây giờ thì Miracle có dày máu. KS bây giờ khá thọt. Chết hai mạng ở mid rồi, farm nhưng mà vẫn farm hơn KYSY. KYSY có regen rất thoải mái, thả tường băng ra. Mới farm được 7 con, sao farm được ít thế nhỉ? Chết, giết được 3 mạng nhưng mà mới farm được 7 con mà thôi, không sao. Anh ấy farm bằng người, không farm bằng creep. X cùng với Net trận này đi gank khá tốt. Từ nãy giờ có một vài pha gank hợp lý rồi. Hai người đều có giày. Dưới bot Mushi vẫn tiếp tục được free farm. Mushi cứ tiếp tục được free farm như này, tí nữa vào có mát không ai giữ nổi Mushi thì làm sao mà giết nổi đây. Mushi cứ chạy qua chạy vào cho có mát mà quẩy thì lấy ai ra mà giết Mushi. Ohio có level 4, sắp có level 5. Miracle cũng xong có level 5 rồi. Trong khi đó thì KS kìa, không chói được á. Không chói được thì là thôi, nó chạy bộ về. Làm gì được không đây? Không kịp. Quá xa. Net mới level 2. Support Centaur mới level 2 mà thôi. Trong khi đó X thì level 3. Bên đối phương thì AA level 3 và Luby level 4 rồi. Khi mà hai thanh niên này được farm, việc phải đi gank liên tục cũng khiến cho bên hai support bên phía Titan thọt level khá nhiều. Mặc dù họ cũng hỗ trợ được khá. Đang có Telegramit vòng đằng sau. Vòng đằng sau nhưng có Edward này đây đã nhìn thấy rồi.
không có lý gì, không có lý gì. À không phải, cái quan này không phải của phía Titan. Ok, vãi quái. Hơi quả này mà hổ báo quá, quả này mà hổ báo quá, quả này mà hổ báo quá đi, đùn tì ra luôn. Ủa rồi, rồi nó cứng thôi, rồi cứng quá đi, quá cứng quá đi, cố quá đi, quá cố đi, quay lại đấm Mikasa. Ok, Marco tự nhiên lại lốc, tự nhiên lốc nghìn vô lên. Bây giờ để nó chạy mất thì làm sao? À, chạy mất không, chạy mất được không, chạy được không, chạy được. Phía sau Marco vẫn chết. Bây giờ thì được KS khi mà Ohio cũng đã ra rồi, net còn rất ít máu, đang quăng chạy đi, đang quăng chạy đi, còn huyết nữa rồi, nhưng mà không có đủ mana, không để làm gì khác được. Vậy là 1-1. À, tự nhiên cái disconnect từ lúc nào không ai thèm bao. À, Kai disconnect, trong lúc Kai disconnect thì đã có hai người bị giết, không ai thèm bao cả. Bỏ rơi. Từ từ mình ngó cái gì, sao lại tự nhiên là cái watt này ở đây nhỉ? Không hay thường thấy cái watt này ở đây, nếu bạn là bên phía Dire thường là sẽ watt ở bên này, hoặc là ở đây, hoặc ở đây, thậm chí là ở đây, hoặc đây, chứ không ai thường hay watt ở đây cả. Watt đây từ khi là thọt quá, mà đối phương, mà bên phía Titan từ nãy giờ hai support cũng đâu có đi ra đường đi vòng đường này đâu, toàn đi vòng từ đây lại, cứ thẳng đường mà đi thôi, cứ thế mà đi thôi. Dưới boss thì Mushi level 7 rồi, Henna Bidas luôn, phút thứ 7, Henna Bidas cầm cái ring của Basilius farm được 46 con, farm được 10 con hơn so với cả BB ở trên top. BB sẽ lên cho mình một cái van. Rồi Kai đã quay lại. Bắt đầu tiếp tục với game đấu. Dire's bottom tower is under attack. Run, little bottom tower. Dire's structures are fortified. Ohio được đẩy ra mid, có level 6. Cố gắng lên cho mình một cái rẻ mana. BB vẫn free farm tương tự với Mushi. À, Lupi bây giờ đã xuống để có thể đép trụ rồi. Cắm rắn là đép trụ, rắn level 2. Level 2 Mushi đấm phát, đấm chết phát 1. Xuống đây để fit rắn á. Cứ để Mushi xanh như thế này chả bao giờ được một điều tốt cả. Để cho những cái thể loại carry farm tốt, farm nhanh như Mushi, như là kiểu kể cả hợp vốt của Navi hay là burning của DK free farm không bao giờ một điều tốt cả. Một lát sau họ có full đồ, không phải ngẫu nhiên mà cái chiến thuật nuôi rùa nó thịnh hành một thời. Cứ để Mushi xanh như này không ổn. Dày rồi, phút thứ 8 tiền được thêm 600 nữa so với phút thứ 7, 700 với 600 nữa. Bây giờ nó cắn trụ rắn này ra làm được cái gì? Không ai đép cả. Trong khi đó thì ở mid, không khi đó phải mid Miracle cùng với KS vừa cố gắng vào giết OI, vào giết net, nhưng bây giờ ulti ra của IO Sunshine chính xác giữa đầu. Bây giờ cố gắng lên giết KS đã bị mini stun vào rồi. À, X cố gắng lên chói nhưng không kịp. Trong khi đó thì ở phía dưới này vẫn thế đó. Vừa nói xong chả cản được. Ulti các kiểu vào đầu đó, nó tê lại phát hết. Xong nó chạy về. Thế là có thêm cái giày gỗ thôi, bây giờ là chạy ra. Nhạt. Mushi trận này rất nhẹ nhàng và đơn giản. Công việc của anh chỉ là đấm creep và đấm người. Còn người có đấm lại anh không thì anh không quan tâm.
Trên top, muốn bắt nét chăng? Dafa đang lao đến. Anh đang lao đến, anh đang lao qua. Anh quyết định là quay về. Đứng đấm creep. Bây giờ Ohio lên làm gì? Đạp Merkel đứng ở trong, núp, anh hùng núp. Chưa có bowling nhưng rất hổ báo đi ganh. Như kiểu vận động viên chạy bộ bóng đá chưa có giày nhưng vẫn rất hổ báo đi tham gia vào các giải đấu. Dưới bot thì Musi cứ thế đẩy trụ rồi, rắn cán dài không quan tâm. Rắn là dĩn. Rắn chỉ coi như mấy con mối trong cái đó, phía trên top đánh nhau đến nơi rồi. Đánh nhau đến nơi là đặc biệt khi mà Merkel ra, nhưng mà bây giờ ra là quá là tồi luôn khi mà X cùng với cả Musi hoàn toàn thể bay lên được. Đã có chói Dafa lại, bây giờ Dafa 100% là chết. Cố gắng giết Merkel, Musi quẩy rất nhẹ vào đầu Kai. Kai chạy thế nào đây? Chả thể làm gì được cả, level 4 chạy kiểu gì. Trong khi đó thì ở phía sau Merkel đang cố gắng để giết Ned. Vâng, cứu Ned, thanh niên cứu Ned không cứu được rồi. Giết lại được một mạng của Merkel để trả thù cho đồng đội. Vậy là 3 đổi 1. Lại còn 2 core, 1 support đổi lấy 1 support. What the hell? Không cần thiết phải như vậy. Thực sự là không cần thiết phải như vậy. Họ lao vào đánh nhau pha vừa rồi mình thấy là quá khó hiểu luôn. Đặc biệt là khi mà họ biết thừa Musi vừa ăn xong cái chỗ dưới bot, có thể tê lên bất cứ lúc nào. Khó rồi. Sen tàu tiền chắc nhiều bằng Barader. Chả kém bao nhiêu. Barader ông có 1.300 thì ông Sen tàu ông có 1.000. Trong khi Barader còn được stack cam, xong rồi còn farm các kiểu. Khó thế. Dưới bot Luby nấp rất kỹ. Giúp rất kỹ. Stay the tree. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. The Dire's top tower is doing its best, but it doesn't. Trong khi đó thì ở phía trên top bây giờ Ohio có ulti. Ai dám ra đép đây? Quan trọng vấn đề là ai dám ra đép đây. Ở mid. Còn ở mid thì khi mà hỏi câu hỏi như thế này, ngay lập tức là Titan có câu trả lời ngay. Bọn anh sẽ đép, các chú cứ yên tâm. Khi mà Musi lên quẩy đa phá rất nhiệt. Trụ top thì bị ăn rồi. Trong khi đó phía đằng sau Luby okay. What the fuck Luby is doing? Sorry các bạn, mình đang tập trung nhìn ở mid đánh nhau. Hóa ra Luby ở dưới bot thì trong lúc đó thì là Ohio bay xuống làm một phát quẩy cùng với cả Ned lên giết được Luby pha vừa rồi dưới bot. Và KOS có hai làm công việc đơn giản nhất cuộc đời là đứng thả Sunshine khi mà Luby đứng im một chỗ. Trong khi đó ở trên top Kai. Sổi ôi thương không kìa. nhìn Musi đấm Kai chả làm gì được. Nhưng bây giờ thì đến lượt X. Không có tele chạy kiểu gì đây. Nhìn nó đấm. Một đấm nữa. Một kia lách không lách được rồi. Vậy là một support đổi một support, pha vừa rồi mà có tele thì sẽ chạy được. Dire's middle tower is under attack. It has no arms to defend itself. Dire's middle tower is all alone in the world, being attacked. Để mana dành cho Sonosaman. Network bây giờ nhìn có thể thấy là cái sự chênh lệch. Musi 7.500, cao nhất bên phía FD là Dafa gần 5.000, cách nhau 2.500 phút thứ 13 này. Network bây giờ chênh đến 7.500 rồi. XP là 5.000. Nếu mà network như thế này thì nhìn coi như là bên phía Titan, nếu mà bây giờ để hòa thì phải chấp cả một người Musi luôn. Chấp cả Musi thì bây giờ mới hòa được. Bây giờ KS ra ulti lại, cố gắng đấm người, stun ai đây. Lốc được KY Squad lên, bây giờ lốc tiếp vào đầu của Ohio. KY Squad đã chạy về được, trong khi đó ở phía sau cố gắng giết Luby bởi Ned. Một phát đổi máu nó đã giết được, chả giết được ai cả. Bên phía team FD chả giết được ai cả. Thần tờ liên tục là bị lốc lên, không có blink không làm được gì. Trong khi đó phía sau, bây giờ cũng giết được người rồi. Có blink lên, hỗ trợ của Barrider đã tiêu diệt được Ned.
Vậy là một support đổi một support, nhưng họ mất chỗ OIO bây giờ vẫn còn ulti. Bây giờ không có ulti của KS thì giết kiểu gì. Thôi Miracle lại đi nhầm đường rồi. Bên phía Titan họ fake, có một pha fake back, nghĩa là giả vờ về xong nó ngay lập tức là quay lại đánh nhau tiếp. Bây giờ sẽ tiếp tục là đẩy mid. Tên lên top của Net có Blink rồi. Rồi, Net có Blink luôn. Ohio xong có Blink luôn. Stack một phát nữa. Stack một kem nữa đây. X stack một kem, Ohio stack một kem xong vào Ohio vào farm và có Blink ngay lập tức. Ngay vào luôn. Net level 8. Bây giờ Ohio với Net cao hơn cả Miracle. Miracle đánh hai trận này tạ quá, mình chả thấy Miracle làm được cái gì cả. Trận này mãi vẫn có Blink thì trước khi có Blink anh ấy đi 152 rồi. Trận trước là Mipu còn farm lại nhanh được, chứ trận này cầm Bad Rider farm lại kiểu gì cho nó nhanh được đây. Thả Sunshine đâu đó. Sunshine, không phải Sunshine Roshan, Sunshine đâu đó đấy phải. Sunshine gì bot à, không phải. Musi. Wow. Con gà may quá không có gì trong người. Musi sắp có đề xô rồi. Phút thứ tầm phút thứ 17 có đề xô. Phút thứ 17 có đề xô thì bây giờ bên phía FD lấy ai mà đẹp đấy. Chả ai có giáp cả. Đến như BB bây giờ đang cố gắng để lên cho mình một cái Mekhan. Chẳng chả trụ nổi. KS thì đừng nói rồi, mấy con gấu bây giờ mới level 1 của skill ulti thì làm sao mà chống nổi tầm 3 phát đấm của Musi đấy. A à, thì thôi đừng nói cho nó buồn. Với nồm cũng thế. Ba giờ thì càng không. Chịu sao thấu. Trận trước bên Titan họ đè Miracle ra, họ đấm. Trận này thì bên phía tiếp tục là thậm chí trận này không đè Miracle ra, Miracle tự ngửa ra, tự xông vào feed. Cầm Panther không có bowling, cứ lao đi đánh nhau như đúng rồi. Feed đến 5 mạng rồi. Feed nhất bản đồ luôn. Đúng luôn, feed nhất bản đồ luôn. Mình bảo rồi mà, Miracle cứ không cầm được mấy con tổ gái, bắt đầu chuyển sang giai đoạn fit gọi là fit chủ lực luôn. Bây giờ mới để ý. bây giờ thì ai chết đây, Window mới sen đây. Chả ai cứu được. Chả ai cứu được cả. Hai anh đứng nhìn nhau kiểu đường xa chân trời gần ngay trước mặt. Bây giờ KS lên, Miracle cũng lên đã, nhìn đấy cả hai ngập tức là có hack lại, bắn ulti lên của A, chết chắc chắn là chết địch. Musi thấy thế té ngay, bỏ rơi đồng đội. Net vẫn cứ đứng ở trong này, không quan tâm, cứ chưa muốn làm nào làm. Anh cứ thế này anh đứng. Rồi bây giờ nhìn OIO ngay tức bọn Linh về. Bây giờ giết cũng chả giết được OIO nữa. Muốn đập chỗ ấy thế. Muốn đập chỗ ấy thế. OIO ra ulti đi. Ôi không rồi. Đa phà chạy về ngay. Thấy tele một phát. Tele vừa rồi chỉ là cái tele của X thôi mà cũng phải chạy về. Cái mối hiểm họa của Musi với cây White Square quá lớn lên. Tiếp tục là body block. Cứng thế. Hổ báo vậy. Ulti về đến quả A. Ulti của Net ở phía mid. Ở mid vâng, một mình Net gõ chết được Venom xong. Xong anh ấy cũng hy sinh luôn. Nhiệm vụ của anh đang là quấy rối đội hình team địch.
phá cho đối phương không nào ngăn cản được team Titan Put. Này đúng nghĩa là feat chiến thuật luôn. Giết một mạng support của đối phương sau đó thì mình cũng chết. Câu hết câu vừa rồi, câu được 3-4 người vào cái khu vực mid này. Thành ra bây giờ trụ top cũng rất là tan hoang. Ai đép đấy? Ông nào? Ông nào? Đó chính là Đa Pha. Đép kiểu gì? Đép kiểu gì? Nó cứ bắn này đép kiểu gì? Lốc lên, một lốc lên đến từ Invo. Đã có bắn ulti ra của A. Đa Pha lên, chung ulti chung được 3 người luôn. Đẩy Đa Pha về, không đép được chỗ nhưng mà chỗ sẽ bị deny. Musi đâu rồi? Không quan tâm. Không quan tâm. Đẩy bot rồi, cầm đề solo rồi, bây giờ thằng nào ra đấm nhau Lubi, thằng nào bây giờ ra đấm nhau với Musi thằng đấy chết. Đấm nhau solo, bây giờ Musi không án ai cả. Chủ top đã bị deny, vâng. Nhìn thấy, có thể thấy cái chỗ tụt máu nhanh như thế nào với Musi. Đập xong chỗ rồi, ulti ra. Ô không kịp rồi. Vâng rồi. Hơi bị tự tin quá, bảo mình bảo solo chị. Ai chơi kiểu đông thế. Solo thì không sợ thằng nào chứ ba người sợ mỗi thằng bát rider. Tí nữa cầm cái liên ken cho nó mấu. Rồi phía trên giết được Thai rồi. Thai làm gì vậy ta? Vừa rồi có vẻ như là muốn ra để giết Đa Pha nhưng chả hiểu thế nào nghĩ giết hai thằng tanh nhất team bạn. Nhưng bây giờ thì KOSY cứ thế là tàng hình chạy về thôi. Chả làm gì được nhau cả. Chả làm gì được nhau cả. Đa Pha đứng ở ngoài. Đa Pha đứng ở ngoài có tên lên để hỗ trợ giết Đa Pha rồi. KOSY vẫn đứng ở đây và đó là Musi. Và đó là Musi né rất hay không để trúng creep để Đa Pha nhìn thấy. Bây giờ là ulti ra của Ned. Đã có sẽ có mini stun. Rồi không cần mini stun rồi, nó lốc lên. Nó đổi sang mini stun. Nó mini stun lại. Sau khi có một fast sunshine, bây giờ Đa Pha chạy cầu gì đây? Châu ở đầu thì anh lâu cũng chết. Bây giờ đưa Miracle ra không khéo chết nốt nếu không cẩn thận. Rồi Ned nhìn thấy Miracle. Ôi Blink lên. Wow, một pha Blink rất tốt. Cái ward này ở đây có vừa nhìn thấy cái sai của Spider cái là Ned ngay lập tức có một phát Blink. Cái phát Blink này gần như là vừa đủ cái chiều dài của mắc của Blink luôn. Vừa kịp stun ngay được vào đầu của Bad. Vậy là một mạng nó easy. Mình chả hiểu Spider định làm gì cái pha vừa rồi nữa. 2 đến 1 như thế thì không hiểu được làm gì để giết được nữa. Có một cái rắn ra đây để làm gì đây? Bạn này có đánh nhau à? À giết được AA. À sao đâu Samen giết được AA, cho rắn ra đây giết được AA. Đánh nhau liên tục không biết được đánh nhau chỗ nào. Nãy giờ Ned liên tục có những pha ulti xong đấy thì hỗ trợ team đánh nhau rất tốt. Bây giờ họ sẽ đẩy mid. Ned Ward hiện nay nó đang là 14.000 nghiêng về phía team Titan. Trong khi đó thì XP là cũng không cao lắm, cũng mới chỉ tầm độ 7.000 mà thôi. Trong khi đó thì ở phía trên này lại tiếp tục Miracle. Lại là anh ấy. Một pha lách ra né ulti của A nhưng mà không né được khi mà ulti của A khá xa. Bây giờ quăng giết Musi. 4 người Musi ngay tức là ulti về né đi. Bây giờ Musi lên cái BKB nữa thì đúng là chả ai giết nổi luôn. Gắt vào mặt của Đa Pha ngay lập tức là Blink về đến từ Ohio. Anh ấy sẽ lên cho mình một cái bài khi mà đã có hai cái Ring of Regen như thế này rồi. Kai cùng với cả Ed đang đứng đây đợi chờ điều gì đó, đợi chờ điều gì đó. Ở phía dưới này, Bad đang cố gắng để farm kéo creep tránh xa khỏi cái trụ của mình, sau đó là về. Hai đội bắt đầu đánh chậm lại rồi. 18-10. Network đứng đầu hiện nay đang là Musi cùng với cả KYSY. Cách khá xa so với người đứng thứ hai cũng là người đứng đầu của team FD, đó là Đa Pha. Bad còn đầu đầu ở quãng dưới rồi, trói được Musi rồi. Rõ mồm với Musi rồi. Ủa tí, quá kịp. Quá kịp chứ không phải kịp nữa.
đấy mà không không đủ ram nó vậy. Tí nữa Musashi lên đồ tanh sao giết, cầm thêm cái hớt cho nó tợn này anh. Vừa rồi tốn một cái ulti, ba cái ulti ra không giết được Musi. Bây giờ sẽ ăn Roshan khi mà có đề xô rồi. Vừa nhìn xong ở dưới bot Miracle rồi 8 mạng feeder chủ lực ví dụ như kiểu feed như kiểu net không, cũng không ai nói gì, bởi vì net mỗi lần anh ấy chết là ít nhất anh ấy cũng kéo được một mạng, không thì cũng acid được hội team được một mạng. Đây ông này ông ấy chết 28 mạng rồi chả được cái gì cho team. Bây giờ cầm được cái blink với 4 star vào phút thứ 24 này, không làm việc gì cho đời. Công việc duy nhất là xông và kéo Musi vào, ông chạy về để cho team làm gì thì làm hết việc. Musi bây giờ có sẽ lên hết chính xác như vậy. Ông nhìn thấy bãi stack này quá thơm, ngay lập tức OIO sẽ ăn. Có một cái hút rồi, à có một cái hút of defiance rồi. Game dành cho Centaur. Phá hết mắt nữa thì thôi, bên phía team FD đúng là mù luôn. Miracle lại tiếp tục là bật lửa bay lên bắt ai đó. Bắt ai? Bắt được cái gì và bắt như thế nào mới gọi là quan trọng. Có vẻ như là nghĩ IO sẽ đứng đây. Vâng, kéo được IO về rồi. IO có ulti. IO có ulti. Ulti ra luôn không? Ulti ra luôn không? Quyết định là chết trong đống đánh nhau luôn. Bây giờ không có chói thì làm sao giết được Musi đây. Cứ thế chạy bộ ra, ra mid đẩy tiếp. Đẩy to một chút xong lại ra mid. Ở phía dưới bot thì X đang trốn ở trong rừng cây. Brew cuối cùng có được gậy xanh cho mình. Ở phía này, Dafa. Rồi, chói lại, cắm rán ra, chói lại. Đấm chết luôn. Chết không. Ui, bật Mekhan lên kịp. Ô, ulti ra của KS giết được một mạng của Salosamen rồi. Dafa giết mãi không chết được Dafa. Ôi, ulti đẩy ra của KYSY đã giết được Dafa. Nhưng mà bây giờ Ned cũng phải đi theo KYSY. Có mất, có nhưng anh ấy nhiều khả năng sẽ mất. Bây giờ có kịp tăng hình không đây? Không, không kịp tăng hình nhưng mà kịp tăng hình không? Ok. Ủi, fork được mình ra hay quá. Nhưng mà Underground hết rồi, vừa may luôn. Lốc gấu lên, bây giờ thả Sunshine ngược lại. Bây giờ để cho Musi đấm gấu. Mini Sun ngay lập tức là ngay lập tức khi KS chuẩn bị tele về. Bây giờ Ohio cũng ra rồi. Double kill cho Musi khi mà anh ấy cũng giết được cả một mạng của bên đồng đứa đâu đó. Nhưng mà bây giờ Miracle ra, Miracle ra KS được cái mạng của KYSY. Vét máng thành công. Bây giờ sẽ chạy về nhìn thấy gặp Musi trên đường không đây ta. Vâng, đứng ở đây trên này luôn. Có tele, hoàn toàn có thể tele về. Có cả Blink và Falstaff nữa. Đi đâu thì đi. Musi nhìn, Musi bật skill 1 lên nhìn thấy rồi thôi. Tự sao Fox thì hay quá, kìa OIO đâu. Ulti ra cho nó chết. Chạy kiểu gì đi Miracle. Blink thì mãi không dùng, Fox Star mãi không dùng, cuối cùng đứng được mặt ra trên đấy để cuối cùng ra tiếng địch, ra tiếng địch giết. Tù thế. Vậy là vẫn không mất game. Vừa rồi tính, vừa rồi Invoker nhặt lại được game, ngay sau đó là chết thì cũng OIO cũng nhặt lại được game luôn. Bây giờ là game dành cho bên phía team FD, Bad Rider sẽ là người cầm. The Radiant's bottom tower has seen better days. Vừa tưởng bên phía team FD họ lật lại được một combat. Ai ngờ đâu Musi nó khủng, Musi khủng quá, vào nó quẩy chết hết. Chưa kể có đống Bad Rider ngáo ngơ nữa. Tự nhiên chết với mạng chả đâu vào với đâu cả. Đứng ở trên này xong ông Blink ra đây, ông Falstaff chạy về đi. Không, anh phải đứng đây cơ. Đợi Weaver quay lại giải skill 1 xong để thằng OIO nhìn thấy xong để chết xong anh mới chịu chạy đi. Không chạy từ trước, chạy từ trước không quân tử. Edward hiện nay Weaver bá quá rồi, hớt luôn rồi. Bây giờ giết kiểu gì giết được Weaver đây. Bây giờ nghĩ cách giết được Weaver cũng khó đó bây giờ. Bây giờ kéo về này, xong cả team phải đấm Weaver này. Để coi như Invoker và Centaur không có ở đó đi, Ohio không có ở đó đi. Chắc giết được. Radiant
Rồi bây giờ ulti ra của Ned, cố gắng giết Lubi, nhưng mà Lubi chạy về được, trụ còn rất ít máu nhưng không ai thèm đi này. Bây giờ trói được Ned vào rồi. Thôi đi à. Ở trong khi đó phía sau ulti ra của Brewmaster, quáng dồn theo KY Squad. KY Squad ngay lập tức là có một pha ulti chạy đi. Bây giờ Ned cố gắng chạy cối lao vào để ăn nước cái trụ, nhưng mà không được. Gấu mất cả cái ulti để dồn theo kê của S-Quai. Người thì không có game. Weaver đã đập được chỗ và bây giờ đến là Lubi. Chết. Nhưng mà cũng ulti được vào Weaver. Bây giờ KS sẽ đi khi mà không có ulti nữa. Double kill cho kê của S-Quai. Mushi quẩy lao lên như không có gì. Đấm hai phát, KS mất 1/3 máu. Quẩy tiếp. Đời là mấy tí. Zolo. Đặt Sunshine không được rồi. Quả vừa rồi đặt Sunshine sớm hơn một chút thì có thể giết được Kai. Mushi ngay lập tức là phải ulti về khi anh ấy không có gì cả. Rất trâu. Tele về mid rồi, Mirko làm gì ở đây đấy? Chết một mạng này. What the fuck is Mirko doing? Bắn X. Ra một tỷ của A rất đẹp. X vừa rồi chạy về không chạy về sớm nên là mất mạng. Hai cái game. Mirko làm gì ở dưới này nhỉ? Định bắt X à? Bắt để cho A bắn ulti xuống à? What the fuck? Giày bay thì cho invo rồi. Thế này thì thôi, biết là khỏi bắt nhau đi. Giày bay tí nữa lên hack. Ned sẽ có cho mình một cái pai sớm thôi. Ai là người lên pai? Của ai đấy? Pai của ai? À, một ông sẽ có một người lên Mekhan. Nhưng mà ai lên Mekhan? Trận này, này bên phút thứ 30 rồi vẫn còn lên Mekhan. Ai lên Mekhan trận này? Vậy là Thai lên Mekhan thì Ned sẽ lên Pai chăng? Phút thứ 30 lên Mekhan, cái bui này hơi dị, chưa kể người cầm hai game nữa. Cảm giác mắt chưa đủ to và chưa đủ sáng, cầm thêm hai game vào người. Bắn ulti ra của A để xem có Roshan chưa, nhưng mà rất tiếc Roshan chưa xuất hiện. Weaver bây giờ thêm cái đồ ram nữa, bây giờ thêm cái MKB ấy thôi. Đấm cái tầm độ Lubi với cả Kai ra, nhìn thấy Weaver chạy mất dép. Kể cả Barrider thì càng chết nữa. Rồi Barrider ra nhìn thấy cái Ned. Kéo được Ned về rồi. Quả này khác lại thảm họa rồi, ulti của Okai. Ôi ôi, mình biết mà. Ulti được 4 người, 5 người mà 4 người, bây giờ là để cho team địch vào quẩy rồi. Miracle bây giờ kéo ai không kéo, kéo Ned vào, đúng là thảm họa luôn. Gì kéo OIO may ra còn đỡ, kéo Ned vào OIO, cả team đấm Ned, cả OIO nó ra một phát quá đủ, Raven là quá đủ. Vậy là trận đấu đã kết thúc, game 2 vẫn là rất nhanh, phút 30 16 nghiêng về phía viên team Titan. Chúng ta sẽ chờ đợi một lúc trước khi đến với game 3, nhiều khả năng sẽ là game đấu cuối cùng của cái bo 3 của cái bo 5 này. Hai trận đấu đầu này quá easy,